Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì như anh em bạn thấy là tôi đang đứng ở cái chỗ farm của tôi đây. Đấy, tầng 229 đấy. Ở bên dưới này này. À, chính là cái máy farm lợn địa ngục của tôi đấy. Đấy, nhưng mà tôi đứng ở trên này. Thì thực ra là không phải là từ lúc kết thúc tập trước cho tới tập này là tôi cứ đứng ở trên này tôi farm thôi anh em ạ. Mà là tôi có đi về đấy, để tôi mang thang ra và tôi xây cái này lên đấy. À, và tôi có làm khá là nhiều chuyện nữa cơ anh em ạ. Nhưng mà trước tiên thì để tôi xuống rồi chúng ta cùng check thử cái rương xem là nó được bao nhiêu thịt rồi nhá. Đấy, rồi từ từ tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem mà tôi đã làm được những cái gì trong lúc offline. Ok anh em ạ, thì trước khi vào video thì anh em hãy like và subscribe cho tôi với nhá. Nó free mà, nhưng mà nó rất là ủng hộ tôi anh em ạ, làm tôi rất là vui. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok anh em, đấy chúng ta xuống được dưới biên giới rồi đấy. Đấy, bắt đầu thấy được cái nền bedrock rồi đấy. Đấy, anh em có nghe thấy tiếng của những anh lợn đang kêu không? Đây, tôi cũng đã xây được một hệ thống rương mới rồi. Tôi về tôi mang thêm gỗ vào mà. Đấy, đấy anh em thấy thịt tôi farm bao nhiêu chưa? Khá là ngon anh em ạ. Chúng ta sẽ mang hết thịt ở đây về các em nhá. Bởi vì là cái cổng ở chỗ nhà mình ấy là nó ở tận đằng xa cơ, đúng không? Nó không có ở gần đây. Thế nên là chúng ta nên mang thịt về để chúng ta tích ở nhà. Chứ mà để đi qua được cái chỗ máy farm này thì nó không có dễ dàng gì mà, nó cũng xa mà. Đấy, ok đi về nhà thôi. Thì anh em có thể để ý là tôi cũng đã có cắm một vài cái đuốc ở đây đúng không? Đó là cái hướng đi về nhà đấy. Đấy, mình cứ chạy cái hướng này là mình sẽ về nhà. Đánh dấu như vậy để cái lần nào mình đi là mình sẽ đỡ phải mò hướng ấy ha. Ok. Rồi anh em ơi, thì như anh em thấy là tôi đã tới đấy, cái cổng ở đây. Đấy, cái cổng nhà mình đây. Anh em đợi tí tôi uống tí nước cái nhá, khát nước quá. Ok. Thì khi mà nếu mà khi nào mà mình vào cổng mà mình bị spawn ở đây này thì mình chạy thẳng về phía kia là mình về nhà. Hoặc là nếu mình mà không muốn chạy ấy, thì mình có thể làm cái này anh em ạ. Mình đi lại vào trong cổng, nó sẽ không đưa mình lên trên nóc đâu, mà nó sẽ đưa mình xuống cái cổng bên dưới. Đây này đó. Tôi đã xây chắn cái cổng ở bên dưới lại ở đây anh em. Đó, xây chắn lại cho nó an toàn. Thì nếu mà khi nào mà nó mà đưa anh em vào cái cổng bên dưới này thì đây từ từ tôi giới thiệu cho anh em á. Đấy, cái thang này đây. Cái thang này chính là cái thang mà mình đi thẳng lên là mình sẽ đi đến cái nền bedrock đấy. À, nhưng mà chỉ đi tới cái nền thôi chứ mà mình chưa trèo lên nóc đâu. Bởi vì là tôi vẫn chưa phá được cái cục bedrock nữa. Tôi không còn bom, không còn TNT. À, nên là để nào mình phá sau. Bây giờ chúng ta đi về nhà đã. Rồi, hôm ở đây anh em. Đấy, thì cái cổng chúng bị nối lại với nhau anh em ạ. Thế nên là mình có thể về nhà nó bằng cách là như vậy ha. Khá là rườm rà đúng không ha. Đấy, tôi ngủ tí đã. Rồi, ok anh em, thì đây, bởi vì là tôi phải cho những anh em động vật của tôi ăn đúng không. Ôi creeper, ôi. Đấy, tôi phải cho những anh em động vật của tôi ăn. Vậy nên là đồ ăn của tôi lúc nào là tôi cũng phải để nó ở trong đống này đúng không. Đấy, nhưng mà tôi không tính xây một cái rương ở đây, bởi vì xây một cái rương trông có xấu quá, không đẹp. Vậy nè, tôi đã có một cái rương di động anh em ạ. Nhưng mà con creeper này đứng có chắn quá, để tôi ủa, từ từ anh ạ, trốn. Ủa, từ từ nào. Ý, trốn anh em ạ. Ôi trời. Ui, nó không nhìn thấy mình thì nó sẽ không nổ anh em ạ. Ủa, à chết rồi. Đây, cái rương di động của tôi đây. Đấy. Đấy, đây mình mang kéo để tôi cắt lông cừu đấy. Để tôi cho anh em lợn với anh em bò cừu ăn tí nào. Hey, lợn nó ăn cái gì nó cũng ăn anh em nhé. Lợn nó ăn cả rau dền này, nó ăn cả cà rốt và nó ăn cả khoai luôn. Gì cũng ăn. Cá là ăn tạp. À, còn bò với cừu nó chỉ ăn lúa thôi. Rồi đấy anh em ạ. Đấy, xong mình lại cất vào em lạc đà. Đấy, cho anh lên đây mày. Rồi, ok anh em. Thì đây, tôi chưa khoe với anh em,
Đây. Đấy. Anh em đã. Thế tôi tưởng là có con Creeper ở bên cạnh cơ. Anh em thấy cái bộ giáp kim cương của tôi chưa? Chắc là từ nãy giờ là anh em cũng rất là băn khoăn là tại sao mà trên người tôi cầm toàn mạng nhện và bạc và ngọc lục bảo làm gì ấy đúng không? Bởi vì là tôi đang chết đồ dở với các anh dân làng đấy. Nhưng mà tôi nhận ra là chết cái này vui quá hay rồi. Nên là tôi tính để anh em vào tôi chết cho anh em xem. Khá là vui anh em ạ. Đấy, thì anh em phải thấy là tôi đã thay đổi cái chỗ này một chút rồi đấy, đúng không? À, tôi sắp xếp lại này cho nó gọn hơn. Để cho các anh ấy không có dẫm lên cái ruộng của mình. À, và tôi cũng để mấy cái rương ở đây. Thì mấy cái rương này là để làm gì anh em biết không? Cái rương mà nó để trên cái lò nung này này chính là để những cái đồ mà tôi chết được từ cái anh làm giáp đấy, bởi vì là anh ấy chết toàn mấy cái đồ va vẩn nên là tôi cất vào đây rồi đấy. Và cái này thì là của đồ của những anh là vũ khí này. À, và cái này đây này, cái rương này là đồ của anh làm dụng cụ đấy, làm cuốc đá đấy. À, đấy thì bây giờ mà mình muốn chết đồ đơn giản lắm. Thứ nhất là mình sẽ gặp cái anh làm cung này này đấy, sau mình chết mạng nhện vai anh ấy đấy, rất là nhiều anh em ạ, rất là nhiều. Máy pha mạng nhện là cực kỳ có ích. À, đấy cái anh làm cung của tôi là anh ấy bậc thầy luôn rồi đấy, master luôn rồi đấy. Tiếp theo ấy là mình sẽ chết bạc, mình sẽ chết bạc với ba anh. Ô, tôi chết phát là hết luôn rồi ha. Chết bạc với một là anh làm giáp này, à, hai là anh làm dụng cụ và ba là anh làm vũ khí. À, nên là mình có thể chết được rất là nhiều bạc anh em ạ, rất là nhiều bạc luôn đây này. Vấn đề là tôi chết với anh làm giáp đấy. Bây giờ là anh làm giáp. À đây này. Giờ anh lại mở rồi. À. Đấy, bây giờ tôi sẽ chết tiếp với anh làm vũ khí này. À không không. Chết với anh làm dụng cụ đi, bởi vì là anh làm dụng cụ là anh còn yếu. Đâu rồi, đây này các anh này. À. Ơ. Thì sao mà lại là ấy nhỉ? Ơ, tôi nhớ là anh làm dụng cụ thì tôi cũng đã chết một chút rồi mà ta. Sao mà anh ấy mới có level 1 thế này? Ô. Ơ lạ nhỉ? Từ từ, các anh là anh gì? À đây, các anh làm dụng cụ là anh này cơ mà. Hóa ra là nó bị lag, nó có hai anh làm dụng cụ lận anh em ạ. À. Đấy. Và ba là mình chết đồ với anh. Mà thôi, tôi thấy là mình còn có một tí bạc thôi anh em ạ. Để bạc đi nhờ. Chứ chết hết là sau này nhớ đâu mình cần đấy. À. Bây giờ thì anh em có thể thấy là tôi còn thiếu cái nón đúng không? Đấy, bây giờ tôi sẽ đổi nốt cái nón. Đây. Đấy. Rồi. Thế này là tôi đã có full một bộ giáp kim cương rồi đấy anh em ạ. Đấy, em tặng anh cái nón sắt. Đẹp không anh em? Úi dồi ôi. Khá là xịn anh em ạ. Ok, thì tất nhiên là khi mình mà có được full bộ giáp kim cương rồi là mình sẽ muốn có thêm dụng cụ kim cương đúng không? Tôi có cái cuốc này, tôi có cái kiếm này để tôi làm cái rìu. Đâu, cái anh nào mà anh đổi rìu đâu? Anh còn đổi rìu ấy nhỉ? Anh làm dụng cụ anh em ạ. Gia tài chậm hỏng và hiệu suất à? Anh làm vũ khí là anh cũng đổi rìu đấy. Đây này. Ôi có mỗi hiệu suất à? Thôi thế lấy của anh này tốt hơn hả? Đây. Đấy, mình lấy của anh này tốt hơn. À đâu đâu. Các anh làm dụng cụ ấy. Đây này đây này. Đấy. Có rìu anh em nhá. Có rìu, có kiếm và có cuốc kim cương rồi đấy. Cuốc kim cương này thì nó cũng chỉ có cái chậm hỏng một thôi, nó không có khác cái này bao nhiêu đâu anh em ạ. Kệ nó đi, mình không cần phải tốn ngọc cho cái cuốc kim cương này đâu. Hả, kệ nó đi. Rồi. Ok anh em, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong nhà và tôi dọn chút đồ hả. Đấy, anh em có thể thấy là tôi đã chết được đồ và tôi đã có khá là khỏe rồi. Đấy, đồ khá là ok. Đấy, bây giờ thì đây, giới thiệu với anh em. Tôi đã mở được cái ruộng đó rồi. Đấy, tôi đã không còn phong tỏa cái ruộng nữa rồi. Và Zom, Zom thì sao? Zom này này. Đấy, tôi đã cho Zom xuống một cái phòng nhỏ nhỏ ở đây rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ dọn đồ một chút rồi các bạn. Và chúng ta sẽ cùng vào cái chủ đề của ngày hôm nay luôn. Thì ngày hôm nay ấy là tôi rất là muốn có được bộ giáp địa ngục. Đấy, rất là muốn đi đào cái Netherite trong địa ngục để mình làm tất cả dụng cụ của mình đều trở thành dụng cụ địa ngục anh em ạ. Đấy, nhưng mà mỗi tội đó là tôi có ít lông cừu quá, mà tôi cũng hết sạch bom rồi, không còn tí bom nào, còn có đúng một quả hơ. Đấy,
nên là có vẻ là hơi khó khăn. Nên là hôm nay tôi sẽ xây máy farm creeper anh em nhá. Bởi vì là nếu mình muốn làm được bom thì mình phải cần thuốc súng. Nhưng mà có 46 thuốc súng này không đủ đâu. Đấy, nên là hôm nay tôi sẽ xây máy farm creeper ha. Ok, nhưng mà trước tiên thì để tôi cất tí đồ anh em nhá. Ok anh em ơi, thì trước khi mà mình cất đồ thì tôi quên mất ha. Chúng ta phải khảm đồ đã chứ, đúng không anh em? Nhìn level của tôi lên level 40 rồi kìa. Ngại gì mà không khảm đồ ha. Khảm thôi anh em ạ. Đầu tiên là tôi sẽ vẫn khảm thanh kiếm trước. Tôi sẽ loại cái khảm thanh kiếm này đi, chứ cái đánh bật lùi 2 đến nó cũng chả có tác dụng gì anh em ạ. Ra cái gì đây? Lại đánh bật lùi 2 à? Chúng ta có ai tin tưởng nó không anh em hả? Rồi, làm ơn là đừng có xui xẻo như bữa trước. Quét cạnh 3 à? Quét cạnh 3 cũng được cái mà. Ui, quét cạnh 3 ngon đấy. Quét cạnh 3 là cái đòn đánh lan của mình, nó sẽ khỏe hơn đấy. Ngon anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ cầm chút ngọc và tôi cầm quyển sách. Tôi qua kia để tôi đổi cái sắc bén 5. Đấy. Ui, ngon anh em ạ. Có sắc bén 5 mà còn nó quét cạnh 3 là mình sẽ farm cái bọn skeleton và bọn nhện khá là nhanh. Chào anh, anh có đồ gì ngon không? Xô cá nhiệt đới à? Tận 5 ngọc cơ à? Thôi 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 thôi. Em xin mấy em lạc đà anh em ạ hơ. Tôi chỉ cần lạc đà thôi. Chứ anh thường nhân thì anh cũng chả có cái đồ gì ngon. À, từ 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 anh ạ. Nếu mà theo như tôi nhớ là buổi trước là tôi từng nói là nếu mà mình mà đặt tên cho một con mob thì nó sẽ không bị biến mất đúng không? Thường là thằng thương nhân này là nó sẽ bị biến mất sau một khoảng thời gian anh em ạ. Thế nên là tôi nghĩ là tôi sẽ biến anh ấy thành của tôi. Thuần đâu rồi, Thuần đâu rồi? Tôi mang anh ấy về về nhà tôi anh em ạ. Anh ấy sẽ làm việc cho tôi. Đầu tiên ấy là mình sẽ cần phải nhốt anh ấy vào thuyền đã. Ngồi lên anh ấy. Ngồi lên ớ. Rồi. Xong đó là mình sẽ đổi cái name tag. Ê, mình đổi cái thẻ đặt tên. Đặt tên cho anh ấy là gì nhở? Đặt tên cho anh ấy là gì anh em nhở? Để tôi nghĩ tí. Tôi nghĩ là đặt tên cho anh ấy là... Ok anh em. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định là tôi đặt tên cho anh ấy là Phò anh em ạ. Ôi, tối thế. Ui, tối này là anh em nhìn đẹp không này? Mình nhìn xuyên qua tầm kính của mình luôn anh em ạ. Đẹp nhở? Đi ngủ cái đã. Ôi chết chết rồi. Thì mình phải đi ngủ nhanh anh em ạ. Đi ngủ nhanh chứ không là zombie ra nó ăn mất cái anh Phò của tôi đấy. Đi ngủ nhanh, đi ngủ nhanh. Đấy thì vì là trong nhà mình có zom nên là chúng mình phải đặt giường ở xa xa zom chúng mình mới ngủ được anh em ạ. Đấy, tôi lên tôi đặt tên cho anh cái nào. Ôi, thằng zombie bắt dậy. Ôi, đừng. Ôi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui, ui rồi. Ui rồi, ôi. Rồi, em xin lỗi anh. Ui rồi, giờ anh sẽ là của em. Đi thôi anh ơi. Em sẽ cho anh một căn nhà ấm êm. Rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ lái anh ấy về nhà tôi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ không có đần độn đến độ mà chúng ta phá cho anh ấy ra đâu. Thì chúng ta sẽ đào một cái đường như này. Đấy, tôi sẽ lái cho anh ấy thẳng đến nhà tôi luôn. Đấy. Đây, tôi nghĩ ở đây được rồi nhỉ. Để tôi phá. Để tôi phá cái này ra làm sao nào. Đấy, tôi phá ra rồi tôi lái anh ấy thẳng xuống luôn. Rồi đi anh ấy. Anh yên tâm, nhà em có đầy đủ, anh đừng lo nhá. Chỉ là anh sẽ phải sống với zombie thôi. Nhà em là căn nhà tình thương mà anh ấy. Anh sẽ ở cùng với tất cả mọi người. Để tôi đi lên để tôi xây lại chỗ này. Rồi xong rồi đây anh em ạ. Ngon quá. Bây giờ chúng ta sẽ lấp cái này vào này. Đấy, lấp vào thì cũng dễ rồi, xây cái này thôi. À không không không, nhầm rồi. Xây cái này mới đúng hết ta. À, đây các em ạ, xây này đúng này. Rồi, xong rồi cắt lên bên trên. Đấy. Xong rồi cái này ở đây này. Đúng không? Xong rồi cắt vào đây này. Rồi, chuẩn rồi. Quá đẹp. Ok các em, bây giờ tôi sẽ phải
Bây giờ chắc là tôi sẽ xây cho anh ấy một cái chòi nhỏ chứ đúng không? Thì cũng phải cho anh ấy có chỗ ở chứ. Chả lẽ cứ để anh ấy ở trên thuyền không được đúng không anh em nhỉ? Mà thôi kệ anh ấy đi. Đấy, hiện tại là anh ở tạm trong này nhá. Hờ. Khi nào tôi xây cho anh ấy sau anh em ạ. Đấy. Anh đừng biến mất nha anh. Em đặt tên cho anh rồi mà. Hờ. Đấy, ok. Bây giờ tôi sẽ đi đổi quyển sách sắc bén 5. Rồi. Thịt quá anh em ơi. Chúng ta lại sắp có lại thanh kiếm phò rồi. Nào các anh làm sách đâu rồi? Đâu rồi, đây rồi, em chào anh. Ủa, em chào anh. Sắc bén 5. Rồi, đổi không cần nhìn giá anh em ạ. Thật chứ giờ tôi giàu tôi không cần nhìn giá luôn. Đấy. Xong chúng ta sẽ khảm nó vào thanh kiếm của chúng ta được. Thế này là các lần sau là tôi sẽ dành nhiều thời gian để tôi farm những cái máy farm của tôi anh em ạ. Đấy, farm nhiều cho nó khỏe. Rồi. Đấy, sắc bén 5 đấy. Mình sẽ mất đi 5 level. Để tôi tiện tôi đổi luôn cái tên nhỉ. Tên gì anh em nhỉ? Pò 2. Rồi. Đấy, khai là mã vậy cho nó ngầu anh em ạ. Rồi. Đấy. Đấy. Chúng ta có phò và chúng ta cũng có một thanh kiếm phò luôn. Rồi. Thì anh em có thể thấy là tôi vẫn đang đủ level 30 đấy. Nên là tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ khảm thêm cái cuốc nhỉ. Mình còn đủ level 30 mà. Ui ôi, hiệu suất 4 ngon quá lấy luôn. Hiệu suất 4 là một trận học 3. Ui được quá anh em ạ, được được được. Rồi hợp lý đấy. Ok thì bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị tí đồ để mình sẽ đi xây máy farm creeper anh em ạ. Nó khá là to đấy và tôi nghĩ là nó sẽ khá là tốn thời gian. Ok em đợi tôi chút nhá. Ok anh em. Thì như anh em có thể thấy đây, đó là tôi đang đứng ở cái chỗ máy farm skeleton. Đó, bởi vì tôi phải qua đây để tôi chuẩn bị tí đồ anh em ạ. Tôi cần cái đống cung của nó của cái máy farm này. Đấy. Đấy, tôi đang chuẩn bị tí đồ. Đấy thì tôi chỉ muốn cho anh em thấy là cái lúc mà tôi farm skeleton thì nó sẽ sướng như nào thôi. Đây này. Đấy. Úi giời, thích không anh em? Đấy. Tôi chỉ khoe với anh em chút thôi ha. Ok. Giờ tôi sẽ lại tiếp tục chuẩn bị đồ anh em ạ. Ok anh em. Tôi đã chuẩn bị xong tất cả những cái đồ mà tôi cần ở đây anh em ạ. Nó nằm trong cái rương ở đây. Đấy. Sau khi tôi tốn mất tầm gần một tiếng. Thực ra ấy là từ cái đống thân cây này này trở xuống đây này là tôi đều lấy trong nhà thôi. Thân cây thì tôi chặt thêm thôi, nó dễ lắm. Nhưng mà cái đống mà mệt ấy, đó là lửa trại linh hồn này này, đi đào cát linh hồn này, khối theo dõi các thứ này, hopper này, 31 cái này. Bạc tôi không thiếu nhưng mà tôi thiếu là cái rương ấy đấy, phải đi chặt khá là nhiều. Khá là mất thời gian anh em ạ, gần một tiếng của tôi đây các bạn. Đấy, tôi đã chuẩn bị được hết đồ ở đây. Thì bây giờ thì tôi phải thông báo với anh em một tin. Đấy, không biết là nên vui nên buồn. Đó là cái máy farm này là tôi học được từ một youtuber ở trên mạng. Đấy, và bây giờ là tôi xây nó ở biển. Bởi vì là cái ông đấy là ông ấy bảo là nên xây ở một chỗ nào đó nó bằng phẳng. Thì anh em nhìn này, thì là cái chỗ đất xung quanh nhà mình nó cứ đồi núi ấy, anh em nhìn này, nó cứ gợn sóng cái này làm sao mà xây đúng không? Đấy, vậy nên là tôi nhận ra là nếu mà mình mà xây ở cái sông này này nó khá là bằng phẳng đúng không? Đó, khá là ngon. Đấy, nên là tôi sẽ xây nó ở đây. Đó, thì đây thì anh em, nếu mà anh em nhìn thấy thì anh em có thể thấy là tôi đã đặt cái giường đây. Tôi đặt cái giường để tôi đánh dấu cái vị trí là cũng gần gần cái chỗ trọng tâm của cái đoạn này đây. Chính là trung điểm đấy. Từ đây tới đây. À, trung điểm đây. À, bây giờ tôi sẽ mang đồ qua tôi xây thôi. Tôi chuẩn bị trước đồ để mình tránh bị cái trường hợp nó giống như là cái lúc mà tôi xây cái máy phong lợn ấy. À, tôi bị thiếu đồ lung tung tung luôn à. Ok thì lúc đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái rương và hopper. Đấy. Và tôi cũng cần thêm một chút đất nữa. Rồi. Lúc đầu chúng ta đã xây như thế này anh em ạ. Đầu tiên là mình cần phải phá cái giường đi. Xong sau đó là mình đặt như này. Đó, mình sẽ đặt cho nó đúng đến cái mức bình thường. Đấy, rương này. Đấy, mình kéo dài qua tí anh em ạ. Thì nó sẽ đặt ba cái rương dài. Đấy. Ba cái rương dài như này. À, ở đây cái này. Đây đây. Đó. Sau đó hopper của mình đặt như này.
Mình đặt hopper nó chiếu vào cái rương. Mình phải nhảy lên rồi mình mới đặt được anh em ạ. Rồi, rồi mình đặt tiếp rương. Ôi, phá đi. Đấy, đặt tiếp rương anh em ạ. Đấy, xong mình lại đặt hopper tiếp. Khá là chồng lên nhau ấy đúng không anh em? Khá là tốn ấy. Đấy, xong đặt rương. Đấy, vừa đủ số rương luôn. Rồi, sau khi tới đây anh em ạ, là mình sẽ đặt như này. Đặt thêm những cái hopper để cho chiếu vào rương. Đó, và mình sẽ mở rộng nó ra hai bên, cả bên kia nhá. Nhưng mà tôi làm bên này trước. Mình sẽ làm 5 cái các bạn. 4 này này, 5 đó, và tương tự. Ok các bạn, thì tôi đã xong rồi. Sau khi mình tới đây rồi ấy, là mình phải quay kia để mình lấy một chút đồ các bạn. Đây, tôi sẽ cần có đá, chung mà cũng cần nhiều đá đấy. Đấy, mình sẽ lấy thần nhiều vào luôn đó. Sau đó là mình sẽ xây. Thì bây giờ ấy là mình xây nó cao lên trên một block anh em ạ. Đây này, chúng ta đặt một cú đất đây. Rồi, xong chúng ta xây lên như này. Đó, và chúng ta mở rộng nó ra. Đấy, nó đúng là bao xung quanh cái đống phễu rồi luôn. Ok anh em, tôi xong rồi đây. Đấy, sau khi mình đã có được cái phòng cái này, là mình sẽ xây nó ở chính giữa này này. Mình kéo dài có 7 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, và mình làm tương tự như vậy với cả 4 bên anh em ạ. Ok các em, thì khi mình đã xong cái này rồi thì mình sẽ phải nối các cái đỉnh đầu này lại với nhau. Đó, mình đã tạo ra thành hình ô vuông. Sau đó là mình sẽ lấp đầy cái đáy của nó anh em ạ. Ok các em ơi, tôi sẽ xong rồi đây. Đấy, thì như anh em phải thấy là nó rất là tốn đá anh em ạ. Tốn rất là nhiều, thế nên là tôi mới phải mang một đống đá ra ngoài đấy. Đây, và trong lúc tôi đang xây thì có một anh zombie. Anh ra để anh xem tôi xây các em ạ. Chắc là cũng muốn học cách farm creeper anh em ạ. Rồi, sau khi mình xây ở đây rồi thì mình sẽ xây kính anh em. Bây giờ xây kính thì mình sẽ xây như thế này. Ok các em, xây kính thì chúng ta sẽ phải xây nó ra về bên ngoài anh em ạ. Nên là chúng ta phải xây một cục ở đây này. Đó, xong rồi đặt kính lên. Phá cục cái đi. Đấy, và xây trải rộng nó ra qua, để mình sẽ bao quanh cả cái máy farm. Ok anh em, xong rồi đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xây mỗi góc này là chúng ta xây lên 3 ô anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đã xong rồi đây. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ xây lên tầng trên anh em ạ. Bởi vì là cái máy farm này là nó còn máy farm có nhiều tầng hay lắm. Nhưng mà anh em đừng có hiểu lầm ý tôi, là nó phải có nhiều tầng thì nó mới farm được, chứ mà không phải là một tầng là mình farm một luôn đâu. Nên là giờ mình sẽ xây lên tầng 2. 1 này, 2, 3, 4. Đó, xây 4 block như vậy. Sau đó là mình sẽ dùng cái máy phân phát này này, một cái lên. Đó, sau đó là cứ mỗi bên là 7 ô anh em ạ. Ok các em ơi. Đó, ok ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo hình của nó theo cái loại hình ngôi sao anh em ạ. Tôi cũng không biết nó có phải hình ngôi sao không đó, nhưng mà thế nhưng mà nó cũng đẹp lắm đây này. Đấy, chúng ta sẽ cứ xây chéo như vậy. Đấy, sau đó chúng ta sẽ lấp đầy cái khoảng trống ở giữa được anh em ạ. Ok anh em, thì tôi đã xong rồi đấy. Đó, và bây giờ trời cũng tối luôn rồi. Ui, trời tối đẹp nhờ anh em nhờ. Đấy, sau một ngày làm việc vất vả, chúng ta sẽ cùng ngắm trăng anh em ạ. Đẹp không anh em? Trời nhiều sao đẹp phết. Ủa ơi, hoàng hôn đẹp thế. Ok các em ạ, đi ngủ thôi chứ không chắc phantom nó ra đấy. Rồi, tôi đã xong được cái tầng đầu tiên rồi. À, thì là cái tầng to đùng bên dưới này anh em nhá. Nó gọi là cái tầng, nó gọi tầng 0 đi thì mình không tính. Đây, cái này tầng 1 đây. À, mình đã xong tầng 1 rồi. Bây giờ là tôi cần phải đi xuống tôi lấy một chút đồ ở trong cái rương của tôi. Ok các em, thì tôi đã lấy ở đây. Đó chính là cái khối theo dõi này này. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái khối theo dõi này theo cách như này. Một cục này, xong rồi thì một cục nữa này, và một cục đất nữa. Phá cục ở giữa đi anh em ạ. Và chúng ta sẽ xây khối theo dõi này, nó chiếu thẳng lên bên trên như này này. Đấy,
Nó chiếu xuống như vậy các bạn hả? Rồi. Đấy, nói chung là tôi cũng không biết là nó đang chiếu lên hay là nó đang chiếu xuống này, kệ đi các bạn hả? Ok, thì sau khi mình xong cái này này thì chúng mình sẽ tiếp tục xây cái máy phân phát lên bên trên đầu. Đó. Và chúng mình sẽ lặp lại y như là cái tầng 1 thôi. À, lại xây ngang ra 7 block đấy. Nó cứ mỗi phía là 7 block, rồi lại lấp đầy ở giữa nó như là cái tầng 1 thôi. Ok anh em. Thì như anh em có thể thấy là tôi đã xây xong được cái tầng thứ hai rồi. Và chúng ta sẽ cứ vậy lặp lại, lặp đi lặp lại anh em ạ, cho đến tầng thứ 10. Tầng thứ hai rồi anh em ạ. Không sao nhỉ, tầng 10 phút nữa là xong thôi nhỉ. Không sao. Chắc chắn là cái chuyện này nó sẽ lấy của tôi đi chắc cả tiếng anh em ạ. Ok anh em, nếu mà anh em mà đã xem đến tận đây thì đừng tiếc gì mà không cho tôi một like và một subscribe anh em nhá. Rồi anh em ơi, đây, đấy, tôi đã xây rất là nhiều tầng lên rồi đấy anh em ạ. Thì tôi phải nói thật là tôi lỡ tay tôi xây lên tận 11 tầng anh em ạ. Đấy, khá là quy mô anh em nhỉ. Nhưng mà không sao, bởi vì là 11 tầng thì mình farm là càng ngày càng nhiều hơn thôi. Đấy, thì anh em có thể thấy là bên trên này nó hơi bị si ra. Bởi vì là tôi hết đá cuội rồi, nên là tôi phải dùng tạm các loại đá khác. Anh em thông cảm nhá, chứ mà xây cái này tốn nhiều đá lắm. Đấy. Ok. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ dùng tới cái lửa trại màu xanh. Đấy. Bây giờ là đã tới lúc mà cái lửa trại màu xanh có ích rồi này. Đấy, lửa trại linh hồn. Thì chúng ta sẽ đặt nó vào cái chỗ này các bạn. Nhưng mà trước tiên thì tôi phải đi lên ở trên này đã. Đặt cái nước lên. Đó. Đấy, cái đấy là cách mà tôi hay dùng để tôi trèo lên đấy. Đấy, chúng ta đặt nó vào cái này. Đấy. Tôi cũng không biết là nó dùng để làm gì đâu anh em ạ. Thế nhưng mà tôi thấy họ đặt như vậy ha. Nên chúng ta làm theo thôi. Nhưng mà tôi... Ôi, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Anh em thấy máu tôi mất tranh không? Hơ. Bởi vì là... cái lửa linh hồn này là nó... gấp... nó khỏe gấp đôi cái lửa màu đỏ anh em nhá. Ôi dồi ôi. Tôi lỡ đặt nhầm một cái rồi. Tôi phá đi các bạn. Tôi phá đi, chắc là tôi về nhà tôi làm thêm cái mới. Ok, chắc là anh em đợi tôi chút để tôi về nhà làm thêm cái mới các bạn. Rồi anh em ạ. Đấy, tôi đã làm rồi, bây giờ tôi đi ngủ cái đã. Đấy, đi ngủ cái rồi thì mình sẽ làm, mình đặt nốt cái cuối này được. Thỉnh thoảng tôi đang dọn đồ ở đây mà tôi cứ nghe giò mà kêu anh em ạ. Nghe giò mà kêu và tôi thấy khá là run tai. Tôi phải nói thật với anh em mà tôi không biết phò của tôi đâu rồi ấy. Tôi không biết là anh phò thì anh đi đâu rồi. Hình như là game nó lập trình mấy cái thằng thương nhân rồi anh em ạ. Đó là chúng nó cứ theo một thời gian là chúng nó biến mất ấy. Dù là mình có đặt tên cho chúng nó anh em ạ. Khá là buồn. Tôi mất anh phò rồi. Ái chà. Tại có anh Skeleton ở trên mái nhà tôi này. Anh Ske. Anh Ske. Anh chơi Ske nhiều quá đúng không? Đấy. Sau khi tôi đặt nốt được cái lửa trại linh hồn này này thì tôi sẽ phải múc cực kỳ nhiều nước để tôi đặt vào từng cái hộp phân phối ở từng cái tầng một anh em ạ. Đấy, thế nên là anh em mới thấy là tôi có đến tận 11 cái xô nước ấy, là để cho 11 tầng đấy anh em ạ. Đây, đầu tiên là mình cứ đặt cái lửa đã. Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ xuống nước múc nước và tôi đặt lên từng tầng một. Ok anh em. Thì tôi đã đặt xong hết tất cả những xô nước vào trong từng cái hộp phân phối rồi đấy. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ xây thêm một tầng cuối cùng anh em ạ. Đấy, tầng này là tầng cuối cùng và anh em biết rồi. Thường là những cái nào mà nó đứng cùng cái từ cuối cùng ấy là nó không hề nhỏ đâu anh em ạ. Tầng này là một tầng rất là rộng. Đấy, và tôi phải xuống để tôi lấy đồ ra. Ủa ôi, cái lúc tôi nhảy xuống ấy mà chẳng may mà tôi nhảy vào cát nhở. Đi bụi luôn cả cái gua hardcore đấy các bạn ha. Đấy, tôi sẽ mang hết cái đống đồ này lên. Bà không cần đâu. Đấy, tôi mang cái này được rồi.
Bây giờ tôi sẽ đi lên. Ok các em ạ, thì trước khi mà chúng ta lên trên kia thì chúng ta làm nốt cái phần bên dưới này đi. Thì cái phần bên dưới này là chúng ta sẽ đổ đầy nước ở hết các cái bên cạnh này các em ạ. Đấy, để cho tất cả các nước có đều chảy vào cái chỗ bên giữa này. À, thì đầu tiên mà muốn làm cái chuyện đấy là tôi sẽ phải xây một cái chỗ vô hạn nước đã. À, muốn xây một cái chỗ vô hạn nước thì cũng dễ thôi. Đấy, anh em cứ làm theo tôi. À. Đấy, chúng ta sẽ tạo hình nó thành một cái ô mà nó chống ba cái ở giữa. Đấy, chống ba cái ô ở giữa. Đặt hai cái nước vào hai cái đầu này. Đấy, xong mình cứ múc nước ở giữa là nó là vô hạn nước đấy anh em. Đấy, mình đặt nước vào bốn cái đầu. Rồi, sau đó là mình sẽ đặt nước ở hết tất cả các cái thành này nhá anh em nhá. Hết tất cả các ô ở bên cạnh này luôn ha. Rồi rồi anh em ơi. Đó, tôi đã xong rồi đấy. Vừa nãy tôi xây sai, tôi lại phải phá đi rồi tôi xây lại các em ạ. Tôi đặt nước sai đấy, thế là tôi phải dùng cái đống đất cát để tôi lấp cái nước này và tôi phá đi tôi xây lại ha. Đấy, nói chung là bây giờ là ổn thỏa rồi. Đấy, mình đào cái chỗ nước vô tận đi là được rồi. Ok anh em ạ, mình xong hết cái phần bên dưới rồi đấy. À, thì là bọn Creeper và bọn Skeleton Zombie nhện các thứ là nó spawn ra ở các cái tấm này này đó. Sau đó là chúng nó sẽ bị rơi xuống dưới này. Đó, và cái này sẽ đủn chúng nó xuống dưới kia. Và chúng ai chết ha. Đấy, quá ngon anh em nhỉ. Thì cái máy farm này không chỉ là máy farm Creeper anh em nhá. Cái này là máy farm tất cả các loại luôn. Zombie này, nhện này, skeleton này, rồi thì creeper luôn, đó, farm đủ hết ha. Ok các bạn, thì bây giờ thì tôi sẽ đi lên bên trên. Nhưng mà tôi đi lên bên trên tôi không biết là tôi nên đi thế nào ta. Để từ từ tôi tìm cách đi lên bên trên đi các bạn ha. Ok các bạn ơi, tôi vừa mới xây đây. Đấy, đường đi lên đấy, xây thẳng vào phát từ lên đây. Xong quành qua đây ha. Chốc nữa mình phá đi sau anh em ạ ha. Xây tạm thời vậy. À, bây giờ chúng ta sẽ đặt khối theo dõi này à, và đặt máy phân phát y hệt như lúc đầu luôn. Đấy, đây là tầng cuối cùng mà. Đó, nhưng mà cái tầng cuối cùng này là nó rất là to anh em ạ. Đấy, được rồi, nói chung là lúc đầu là mình cứ biết như này đã. Sau đó là mình sẽ tiếp tục xây lên như lúc đầu này. Đấy, mình đứng lên khối này, phá cái này đi. Sau đó là mình sẽ dùng những tấm slab anh em ạ. Đây. Đấy, tầng cuối cùng là dùng những tấm slab. Mình sẽ xây mỗi bên là 17 ô anh em nhá. Mỗi bên là 17 tấm slab. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 anh em ạ. 15 16, 17. Đó, và cả ba bên kia cũng đều như vậy anh em nhé. Và sau đó là mình nối các cái bên này thành hình vuông với nhau. Ok, em đợi tôi tầm 20 phút thôi nhá. Rồi anh em. Đấy, như anh em phải thấy là tôi đã nối mấy cái đầu của nó lại với nhau rồi đấy. Bây giờ là tôi sẽ phải craft thêm những cái tấm phiến đá này. À, sau đó là tôi phải xây lấp hết tất cả những cái chỗ trống này lại các em ạ. À, ok các em ơi. Đấy, tôi đã xong rồi đấy. Cực kỳ rộng rãi các em ạ. Đấy, thì anh em thấy đẹp không? Đấy, các cái họa tiết nó rất là đẹp đúng không? Đấy, tôi xây theo họa tiết tính toán của tôi nhá. Chứ không phải là tôi bị thiếu nguyên liệu rồi tôi thay thế bằng gỗ đâu. Ok các em ạ, thì chúng ta đến đây là chúng ta cũng đã đi được một đoạn đường khá là xa rồi đấy. Một chút nữa là chúng ta hoàn thành rồi đấy. Đây, bây giờ mà muốn hoàn thành thì chúng ta sẽ xây như này. Mỗi bên của cái cục này là chúng ta sẽ xây ra 7 cái slab ấy các bạn. Một. Ơi, nhầm. Ôi chết cha rồi. Thế này là mình phải để slab đá vào đây à? Thế vậy chắc là để tôi xuống tôi đào một chút đá ấy các bạn, bởi vì là mình không có để trồng slab đá và slab gỗ lên với nhau được. Đợi tí anh các bạn. Ok các em ạ, thì tôi đã mang một chút đá lên ở đây. Thì như anh em phải thấy là trong kia nó bắt đầu spawn nó quá rồi đấy. Đó, spawn nó nhện.
Nhưng mà anh em biết tại sao mà chúng nó lại spawn ra có mỗi một tí vậy không? Bởi vì là chúng mình còn chưa xây cái chỗ đứng farm nữa. Chúng mình phải xây lên bên trên cao 92 block nữa cơ. Đó, nó giống như cái máy farm thịt thịt heo địa ngục đấy. Đó. Nhưng mà trước tiên là chúng ta cứ xây xong cái chỗ này đã anh em ạ. Rồi. Đây, đầu tiên là tôi sẽ làm những cái phiến đá cuội. Đấy, 18 cái đủ rồi đấy. Cứ mỗi bên là 7 cái anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó là mình... Ôi chết rồi. Sau đó mình còn kéo dài nó ra bên này nữa cơ anh em ạ. Thì bởi vì là bên này là nó đang là gỗ, nên là mình sẽ phải dùng phiến gỗ ha. Ok anh em, tôi đã xong rồi đấy. Xong bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái ở đây. À, đặt nó lòi ra một cục như này. Phá craft table đi. Bây giờ là đến lúc mà chúng ta đặt máy anh em ạ. Đặt máy đầu tiên là có cái level này đấy, cần gạt. Chúng ta đặt nó vào ô này. Đấy, xong đó là đến cái này. Cái mạch so sánh thì đây. Đấy, ta đặt nó vào đây này. Mở lên. Đấy. Xong đến cái redstone. Đặt nó như thế này. Xong bây giờ chúng ta sẽ đến cái bộ lọc này anh em ạ. Đặt vào đây. Mình kéo cho, mình kéo nó tới tận 3. Đó, mình cứ làm như vậy anh em ạ. Đấy, và sau khi mình tới đây rồi thì mình sẽ xây thêm hai cái bột. Đó. Và sau đó là mình sẽ lại tiếp tục như vậy. Đặt cái bộ lọc. Ok anh em ạ. Rồi xong rồi đấy. Từ từ khát nước, có tủ uống nước cái đã hờ. Ok anh em, quá tốt, quá tốt, xong rồi đấy. Đấy thì bây giờ thì anh em có thể thấy là cái vị trí của tôi đang đứng. Đây, để tôi xây thêm một ô đứng xem nào. Đấy, nó từ cái vị trí mà chúng ta đang đứng, chúng ta phải xây lên 92 block anh em ạ. Tôi đang ở vị trí thứ 104. Vậy thì 92 block là 202 đúng không? Có đúng không? Từ từ tính cái bây giờ. Đâu? 196. 196 anh em ạ. À, bây giờ tôi sẽ xây thẳng lên cho đến 196 ha. Úi dồi ôi. Tôi không để ý đấy anh em ạ. Ôi, xây lại. Ủa, suýt tí nữa tôi rơi xuống dưới đấy. May quá. Ok anh em, tôi sẽ xây nó ở đây. À, xây lên 196. Ok anh em ơi. Thì tôi đã xây lên tới 196 ở đây. Mà tôi sợ quá anh em ạ, thật. Chứ mà tôi sợ nó cao anh em ạ. Ui, tôi nhìn lên nó cao mà tôi sợ ghê được anh em ạ. À, thì bây giờ chúng ta sẽ xây nó vào bên trong cái tí cho nó an toàn. Chúng ta đứng ở ngay trên cái máy farm đi, cho nó hoạt động hiệu quả anh em ạ. 1, 2, 2 ô này là mình chạm tới cái viền của máy farm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok các bạn. 17 ô này là mình đang đúng, là mình đang đứng ở đúng chính giữa cái máy farm đấy. Đấy. Xây rộng ra tí để mình có chỗ mình đứng anh em ạ. Đây, để tôi dùng đá đi. Cũng may là cũng có chút đá cuội. Đấy, xây rộng ra. Rồi, chúng ta sẽ đứng ở đây các em ạ. Thì bây giờ là tôi cần phải xây một cái chỗ nhỏ nhỏ để tôi tránh bọn phantom anh em. Bởi vì là đêm mà phantom nó ra đừng có đánh mình đấy. Đó, xây như thế này để cho phantom nó không có đánh mình. Rồi, xong bây giờ tôi sẽ xây dài dài cái cổng này ra cho nó an toàn, chứ không thì bọn kia chúng nó chứ không thì mình đang chạy và mình bị rơi xuống đấy, nguy hiểm lắm. Để tôi làm thêm tí gỗ ở đây đây. Đấy, có đá địa ngục xây luôn. Rồi, đấy cái chỗ AK của tôi đây các bạn. Ok, thì tôi nghĩ là bây giờ chắc là tôi sẽ phải xuống để tôi xây cái thang lên đâu. Nhưng bây giờ xuống kiểu gì, bây giờ xuống kiểu gì nó mới lo đấy các bạn. Bởi vì bây giờ mà xuống nguy hiểm lắm. Đây này, để tôi làm cú nhảy thế kỷ ấy các nhá. Tôi làm cú nhảy thế kỷ ấy các nhá. Đừng, được rồi anh các bạn, an toàn rồi. Ui rồi ôi, tôi không hiểu sao mà nó nhảy như vậy mà nó còn sống được anh em ạ. Ôi rồi,
Chắc chắn với anh em là tim tôi bây giờ đập cực kỳ là mạnh luôn ấy. Rùa tôi không kiểm tra anh em nhá. Nhưng mà tôi biết thừa tim tôi chắc chắn đập cực kỳ mạnh ha. Đấy, chúng ta sẽ làm cái thang để chúng ta đi lên đây các bạn. Rồi, tôi trèo lên và đặt cái thang thôi. Hết thang rồi anh em ạ. Để tôi craft thêm một chút nữa, suýt tiến là đủ rồi đấy, một chút nữa là đủ rồi. Đấy, craft thêm tí gậy xong làm thêm tí thang là đủ rồi. Chúng mình sắp có cái chỗ farm creeper đấy các bạn, quá ngon. Quá ngon, sau bao nhiêu lâu tôi xây đây các bạn. Bao nhiêu công sức của tôi đấy. Tôi mang hết cả cái đường đất đá của tôi ra ngoài để tôi xây luôn đấy các bạn. Quá là tốn đấy các bạn, quá là tốn. Rồi, xong rồi. Đấy, nhà mình đây. Đấy, tôi đã có thể tự hào để gọi đây là nhà rồi. Ôi, an toàn. Ok các bạn ạ. Thì tôi nghĩ là bây giờ là tôi sẽ AFK ở đây tầm 30 phút để xem thử xem là cái máy farm bên dưới nó có farm được không anh em nhá. Ok các em. Thì tôi đã đứng được ở đây tầm 10 phút rồi đấy anh em ạ. Đấy, và tôi cũng đã có xây thêm một chút rồi. Đó, xây thêm một chút cho an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống để check thử anh em ạ. Bởi vì tôi phải nói thật với anh em là tôi đang làm cái video này vào lúc buổi đêm. Thế nên là tôi mà đứng nữa là không phải đứng 3 phút thôi anh em ạ, mà đứng 8 tiếng đấy. Tôi đứng nữa là chúc tôi ngủ gật phát là sáng mai dậy cái là đã mình đã AFK farm 8 tiếng đấy anh em. Thôi 10 phút thôi. Đấy, xuống check thử xem là đây tôi đào cái cục đi cho nó bớt xấu nào. Rồi đẹp rồi. Đấy, nào. Úi dồi ôi, thích chưa? Anh em nghe thấy tiếng chúng nó chết thích chưa? Nào, ái chà, cũng được khá khá chứ nhở. 9 thuốc súng này. Đấy, farm được khá là đa dạng anh em ạ. Sợi chỉ rồi thì xương và tên này, thịt thối đó và cả thuốc súng đó. Đấy, chung là farm được cũng đa dạng đấy các bạn. Bởi vì là cái máy này là máy farm tắt mà. Gì cũng farm anh em ạ, con móc nào nó cũng farm hết. Đấy, thực ra là tôi nói vậy thôi chứ thực ra là nó chỉ farm được có 4 con móc thôi. Một là con creeper, hai là con skeleton, ba là con zombie ý. Và 4 là con nhện. Đấy, có 4 con đấy thôi anh em ạ. Ok thì để sáng mai thôi, hoặc là nào mà tôi ok thì tôi sẽ vào tôi AFK tôi farm anh em ạ. Kiểu tôi mệt quá bây giờ tôi đi ngủ ha. Ok các em. Đấy, chúng ta đã hoàn thành xong cái máy farm bự tổ bố đây các em ạ. Quá to. Đấy, quá là vĩ đại các em ạ. Mất bao nhiêu công của tôi đấy. Ok các em. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem tận đây nhá. Hẹn gặp lại các em. Cực kỳ yêu anh em luôn.